đây là nhiệm vụ của quý vị thần được để cho người lập công tu hành không còn trì hoãn, để đạo đồng xảo này đạt tới cảnh giới tiên gia. Mau phải canh giữ ao liên kỳ. Thứ nhất
đã được lão mẫu giao cho các nữ nơi chốn ao liếc dạ ao xét này, nhưng hôm nay có một chuyện rất là không hay. Một chuyện không hay, đúng nhắn rồi. Thầy thần quy có thể cho con được biết không ạ? À, nói ta căn chỉ nơi này đi qua ơi, hãy mau tu hành cho chánh niệm để sau này được đắc đạo thành tiên, không bị xa ngã nơi trần tục. Cha hôm nay là có một duyên, đó là Thanh Long Châu Tử ghé lại tạm nơi đây, nhưng có một điều không được chướng tịch tục luyện. Ờ, chuyện đó thì con chưa được biết, nhưng mà nếu như thần quy bảo rằng hôm nay có đạo hữu là Thanh Long Châu Tử đến đây thì chúng ta phải biết trước đúng không? Đúng rồi, nhưng hôm nay ta cấm không cho tiếp nước lông châu tự. Nếu mà không tiếp trước vậy thì thôi để con biến lại thành bông sen. Đúng rồi, để thôi khỏi phải gặp người. Đúng rồi, thôi con vào tu niệm để dạ chẳng quả đấy nghe. Dạ con xin hóa thân trở lại hoa sen. Nhưng ta rất bọc bọc rõ sợ, nay ta phải ra ngoài cổng để mà xem hóa thân. Oh,
nơi là ta muốn trở về nơi chốn thiên đình, thì ngài có làm được gì ta không chứ hả? Pháp thử nhớ
nay thôi được, dùng pháp tiên ta cho mi trở lại ao sen. Yeah.